ra xin được chúc mừng Minh Tú khi đã được trở thành đại diện của Việt Nam để tham gia Miss Supernational năm nay, và đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý của ban tổ chức, bởi vì bản thân Mai cũng đã theo dõi Tú trong suốt thời gian qua và thấy rằng Tú không chỉ thành công, rất thành công trong lĩnh vực của một người mẫu mà còn đã có những sự chuẩn bị rất hợp lý để trở thành một beauty queen. Một lần nữa xin được chúc mừng Minh Tú và sẽ chúc bạn sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình nhé. Mọi người nhìn giữa em ơi.